Vâng, và vâng. App Zalo anh ơi, app Zalo có gì sao em gọi. Bây giờ mình vào cô đây các bạn à. Tầng 4 à? Chào các bạn nha. Hôm nay mình đi cỗ Khao Thọ các bạn ạ. À. Ở nhà hàng chào chào thím. Hello thím. Hello. Chào. Con này không mỏi nữa. Vâng. Mấy đứa đâu rồi chị? Ra chụp ảnh à? Anh Nam. Cho biết quay cho thím nhá. Đây là gia đình nhà bà Khao Thọ. Nhà mình đang chuẩn bị ngồi ăn cỗ các bạn. Chiều nay có đưa con xa.
Caramel cho bác Hải nói gì đấy anh. Bài hát mời chầu do điệu quan họ cây trúc sinh. Về bài hát, đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được tin, cho nên là quay là tự sáng tác, cho nên là quay là cái thời gian cũng không kịp, cho nên một số anh chị em chưa thuộc phải hát, phải dùng bằng giấy, cho nên là mong các cụ, các ông, các bà và anh chị em lượng thứ. Sau đây chương trình xin phép được bắt đầu. Mẹ luôn đi đến chùa làm vui lòng mẹ,
rất là quý trong cái thời khắc như này ạ. Vâng ạ, cho chúng tôi một tràng pháo tay thật to thật dài nữa đi ạ. Vâng, xin chúc mừng thượng thượng bù ạ. Vâng, anh con trai cầm lấy tay của cụ ạ. Vâng ạ, rồi ạ. Vâng. Vâng. Vâng, xin mời các bố tay cùng hát theo bài chúc mừng sinh nhật đi ạ. Happy birthday, happy birthday to you. More time. Vâng ạ, rồi ạ, vâng. Xin trân trọng và cảm ơn cụ. Vâng, xin được mời cụ về vị trí an toàn ạ. Vâng ạ. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you.
bằng. Và lần nữa xin cảm ơn các bạn.